chào anh chị, bà con, cô chú ha. Hôm nay thì em làm cái video clip cho bà con coi cái vườn dừa nhà. Vườn dừa này là trên 20 năm rồi. Má lai bầu ha. Đó, cây cao đó. Cây tơ mình chim vô. Cây này chắc cũng được hai mấy tháng à, nó có lưỡi mèo. Còn bên kia là cái vườn đó chắc cũng trên 30 năm mà. Vườn nhà mình. Ứng theo một số bạn hỏi mình cái lượng nước của cây trái dừa thì nay mình sẽ làm cho bà con coi. Đây là cây dừa tơ đó, thì nói chung cây dừa tơ thì cái mấy cái lứa đầu trái nó ít lắm, mấy cái lứa đầu về trái nó sẽ rất là ít, hoặc là trái nó sẽ bị không có được bự. Cái lượng cái bông của nó đậu cũng không chưa có nhiều nữa. Đó, cái bắp nó cũng còn nhỏ. Đây thì mình có cái cà nè. Cà trên đây nó cũng có cái thể tích nước luôn. Ở trong đây có cái chai nửa lít nữa. Thì mình sẽ làm thí nghiệm trên hai cây dừa để đo cho anh em coi cái lượng nước của nó. Đó, mình sẽ không có lựa trái dừa bự hay là trái dừa nhỏ hết, mình sẽ lấy cái giấy trái dừa nó trung bình thôi. Đó. Để cho anh em coi ha. Đây là cây dừa đây ha, đây của cây dừa này. Mình bỏ nó đây. Đây là của cây dừa này đi. Cái vỏ nó rất là mỏng nha. Thật sự thì cái đợt mặn vừa rồi nó cũng khắc nghiệt lắm. Có một số cây thì nó đậu bông đậu trái mà dính ngay đợt ảnh hưởng nước á, trái nó không được bự. Lời thực tế mà nói, khi mà để cây giống rồi thì cây dừa nó sai trái lắm, không có giống như bẻ dừa tươi. Thì thành thử ra trái nó cũng không có được to. Đây là nó là gần 400 ml ha, gần 400 ml. Mình đổ vô cái chai này là 500 ml.
cái này ha. Này nãy mình lỡ làm đổ ra ăn miếng rồi. Đó, nó cũng gần 500, nó cũng gần 400. Giờ mình sẽ đổ cái chai này ra luôn. Như vậy thôi cho bà con coi để hình dung được ha. Thì trung bình của nó là khoảng từ 400 cho tới hơn nửa lít là trái chuẩn đó nha. Còn cái nhỏ hơn thì chắc có lẽ không tới nửa lít đâu. Đặc điểm của nó là vậy đó, chứ vừa má lai mà kêu mà nói từ 600-700 ml trở lên này chắc cái đó là chắc vừa gì rồi đó. Mình thì biết làm sao nói vậy thôi chứ cũng không có muốn khuếch đại rồi nói chuyện rồi thêm mắm thêm muối nữa. Tại vì thật sự mà nói thì đúng thật thì mình cũng có nghe nói là dừa thì má lai bầu thì nó không có xuất khẩu, là nó vỏ mỏng thì mình thấy nó mỏng vỏ thiệt mà. Nhưng mà thật sự thì ở cái xứ của mình, quê mình thôi, Tiền Giang á, chỗ mình bán giống thì hầu như có dừa này bán được à, tại vì nó có giá. Còn những chỗ khác thì mình không biết, mình cũng không tranh cãi làm gì mấy vấn đề sao hết á. Thì đó, đây là vườn dừa chính ở nhà của mình luôn, còn ở trên kia là vườn của mình, thì cái giống ở trên đó là con của vườn này đó. Này là trên 20 năm rồi đó. Thì thật sự mà nói những cái trái dừa chuẩn mà to, trái dừa to á nha, mã lai mà ví dụ buồn nó khoảng 10 trái đâu lại nó to hạn như vậy đó, thì có thể nó hơn nửa lít luôn. Mình làm nhiều lần lắm rồi nhưng mà mình muốn làm cái chính xác cho anh em biết thôi. Tại vì mình đem hai trái dừa đó là của hai cái dừa tơ khác nhau, dừa tơ thì chất lượng trái nó cũng chưa có đạt chuẩn nữa, mà mình cũng không có để giống dừa tơ được nữa. Còn cái lừa dừa mà nó đã để giống và bán dừa tươi rồi thì có thể là lượng nước sẽ nhiều hơn hoặc là nó ngọt hơn. Rồi còn vấn đề nào khác đó thì anh em cứ anh Zalo đó hỏi mình biết thì mình trả lời, mình cũng tư vấn cho anh em thôi. Đây mình cũng có trong máy thôi à, cũng được 20 cây dừa. Dừa này thì anh em cũng biết rồi đó. Ở đây thì mình cũng ương giống, tại vì nói chính xác ra là nhà mình là cái nguồn rồi sau này bán cho bà con trồng thì đạt hiệu quả, có chất lượng thì người ta tin tưởng rồi mình mới làm rộng ra thêm. Thì nói chứ bán trái dừa là mình lấy tiền chứ cái đức nó lớn lắm. Đồng ý là 3-4 năm nhưng mà mình lấy được cái uy tín. Nhà cửa thì mình đâu có dời đi đâu được đâu, mà ai đặt có thì mình bán, còn không có thì thôi, chứ cũng không cần mà phải làm tầm bậy tầm bạ, tội cho người ta. Ta đã đặt niềm tin vô mình, ta tìm tới mình rồi thì mình phải làm sao cho nó đúng chứ. Xã hội giờ đồng tiền nó quan trọng thiệt mà, cái uy tín nó dễ mất lắm mấy bạn ơi. Đó. Cho nên làm gì thì nói cái miệng, đồng ý nói cái miệng nó hay, nhưng mà thật sự cái tâm làm mình làm đúng thì mình mừng thôi. Đó, nó vậy đó ha. Còn dừa giống thì mình cũng nói rồi, mình từ xưa giờ bán mười mấy 20 năm nay, mình cũng nói thiệt là cái trái dừa trơn á, trái dừa trơn thì mình bán 35 ngàn. Còn có trái dừa trơn còn vô bọc như vậy thì 40 ngàn. Còn cao thấp gì nó cũng có một giá đó hết đó nha. Này cái dừa đôi nè, dừa đôi nó chậm lớn lắm,
nó còn lượt với cây đằng đây nè, mà cây đằng đây nó cao vậy rồi đó, mà còn nó còn có một chút này. Rồi với mình cũng không có thời gian làm nhiều nữa, cô chú anh chị bà con thông cảm nha, tại lu bu quá trời luôn, giờ phải xóc đất ra vườn, xóc đất rồi mình để phân cho nó nè, xóc đất rồi phải xóc vòng vòng gốc, vòng gốc như vậy rồi rải phân đó. Rồi cảm ơn anh chị em nha, bà con cô chú ai cần đặt giống thì em không có khuyến khích mà coi trên đây rồi đặt trên đây, anh chị em bà con nào mà cần thì cứ trực tiếp tới vườn của em luôn, cứ coi đã rồi thôi em tặng cho buồng dừa uống chơi uống nào no rồi đem về coi đã, rồi muốn có thích muốn đặt thì cứ đặt. Ở đây em làm thì em nói thẳng là em muốn sau này ai cũng như em thôi, mình đâu có thể nào mình đi lao động mình đi làm suốt được, mình cũng phải về vườn chứ. Rồi, cảm ơn em, tạm biệt.